Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tiền nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Ok, hello anh em, là kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ đăng đỉnh cao nha anh em ơi. Ok, hôm nay mình sẽ đi đỉnh cao là với điểm của mình như là gần 1.400 á anh em à. Nhưng mà game này á, mình gặp tay là On Cham nha anh em ơi. Bên mình có top bảng xếp hạng Kahi này. Bên kia có top bảng xếp hạng D-Rack này. Còn những nhiều top khác nữa mà mình quên rồi anh em à. Nhưng mà cũng là On Cham hết nha, cho nên người ta quýnh cũng rất là chắc tay nha. Cặp follow top 4 nữa chứ. Cũng hơi bị căng ấy, đừng đùa nha. Game này team mình bạn khống chế rất là nhiều luôn nữa. Đây, cứ từ từ thôi này. Team mình xuống đây, lui đi, lui nào. Anh em nào nhu cầu mua nick á thì liên hệ ngay với Zalo của mình nha. Oai. Bên Zalo của mình nha, hoặc bên Facebook Hoài Đạt nha. Và anh em nhớ cho mình lúc đăng ký kênh, lúc like nào anh em ơi, mình rất đề xuất quá đi anh em à. Từ từ nào bro, đừng ép tôi nào. Cái trụ này chúng mình bỏ quá anh em à. Thôi xong, tay bạn lùi xuống mình rồi. Ui ôi, choáng nhiều quá nhờ. Thôi gắng đép cái trụ này cũng không được thì lui luôn anh em à. Tay mình cũng đang xuống kìa. À, lên chỗ này. Ui, choáng kìa. Rồi chó mình không làm, không xài chiêu gì luôn anh em à. Ui căng quá nha. Không ổn rồi. Team mình fit quá đi anh em à. 8 mạng rồi. Đầu game mà mới đi đây, team mình ép cho cổ này là anh em thấy căng rồi đấy. Hiện tại mình cũng đã lên được top 23 rồi anh em à. Ráng lên top 10 trong top 10 nha. Chắc mình cày lên top 7 xếp hạng không kịp rồi. Chắc mình chờ tháng sau. Tháng sau nha anh em ơi. Ok, mình sẽ cố gắng mình cày lên trong top 10 cho anh em xem nha. Để mình giữ uy tín nha. Bữa giờ mình cày thuê á là mình bỏ luôn anh em à. Mình đưa cho ông anh mình cày luôn, bắt ở đây này. Bắt ở đây này. Ui còn biến qua kia nữa kìa. Quay, không được rồi. Ui. Trời ơi. Làm chậm với chó nhiều quá đi anh em à. Đi về nào, đừng đứng đó nó thấy rồi. Khó hả? Từ từ bình tĩnh thôi. Tất nhiên phải khó rồi. Trang bị phù hiệu bản ngọc mình đều để ở đầu video nha. Còn không ngày mai mình sẽ ra cái sen gì á của cái cài đặt ấy, mình sẽ sen tin cho anh em à. Nó gọi là gì nhỉ? Có nhiều anh em kêu mình làm lắm rồi. Ok, ngày mai mình sẽ làm cho anh em nha. Để hướng dẫn cho anh em cách cài đặt như thế nào cho đánh Irene nó mượt nha. Mà từ từ nào, mình thủ trụ này. Từ từ nha, follow bên bộ bên đây này. Trong một trận đánh đỉnh cao anh em à, mà gặp nhiều bài xếp hạng á, người ta đánh cụ anh em à. Cái cụ anh em hiểu không, chữ cụ không, là kỹ năng người ta rất là ghê, nhất là ông đi rác này thì thực sự với anh em là tôi biết sợ. Ui dù choáng rồi, gặp thêm con mẹ Alice nữa chứ. Trời ơi, chết anh Slim rồi. Ôi tội Slim vãi chân, nãy giờ không được chơi game luôn anh em à, cứ bị choáng liên tục. Còn lên không chịu bán giày nữa, chờ lên giày khác hướng chứ. Thủ dụng ở đây này. Ôi ép tới này rồi, ulti 10 giây, ok này. Thủ cho, ui dồi ôi. Cái gì đây. Ui. Wow, ui sẽ đau được kìa. Má ghê thiệt chứ. Ôi. Ông đi rắc mình kia, anh ấy trưởng không. Ui, kinh vãi trưởng anh em à. Thôi thất thua anh em à. Thất thua. Không mà game này hay. Nhờ thì thắng thua mình vẫn đăng cho anh em xem nha.
Dạ, thủ lĩnh thôi anh em à, mọi người à, lính bên đây này, lính bên đây này. Lính thôi mọi người ơi, từ từ đánh này. Bây giờ phải ráng farm anh em à. Ráng farm mình mới đánh được thôi. Lên cái nhắc rồi, lên cái đao đi. Mấy cái game như này này là anh em nên không nên lên giáp phép luôn nữa. Ý, được này. Ok, được, hỗ trợ một mạng này. Thằng ngộ không kìa, từ từ. Con choáng kìa, trời ơi, choáng kìa. Chạy này. Ui trời ơi, cái ừ được mạng này. Ngon này, tem bạn nó bắt đầu lỗi rồi anh em à. Tem bạn bắt đầu lỗi rồi, mình dễ đánh này. Cố gắng farm này xuống trụ dưới này, từ từ thôi. Tem bạn bắt đầu lỗi rồi. Lính đã. Mình cần giảm một chi nhiều, lên thẳng thương long cho mình. Đây phải nằm bọc sau lưng này, mình còn 3 giây có ulti này. Ừ, thấy rồi. Bắt luôn. Được này. Biết ngay mà nó chặn ulti cái đó là mình bọc sau lưng liền. Ok nè, tầm bạn lỗi nè anh em à. Ok, cứ cánh câu kéo như thế nào cho nó hay anh em xem nha. Ok này. Game này bắt đầu căng ấy. Chúng ta game này mình muốn gánh team mình phải cần nhiều giảm hồi chiêu. Ulti của mình á, nó càng hồi càng nhanh càng tốt. Để mình lên thương long mình chém vẫn đam nha anh em. Cuối game chém vẫn đam nha, đừng đùa nha. Đây mình chết sai đã anh em à. Nè, đang ăn này. À, đừng nào anh ơi. Em chết sai thôi mà. Thôi nào. Gì vậy, anh follow làm gì vậy? Chơi luôn này. Cho tôi một mạng. Trời ơi, không được mạng nào luôn. Hỗ trợ không à. Ý, tên mình ăn được cái xa kìa. Ngon, chặn này. Ui, chết ở đây rồi. Tên mất rồi. Ui, chết rồi, bị bao giây rồi anh em à. Xuống đây hỗ trợ ở đây này. Ui, chết rồi. Thôi. Ui, trời ơi, lỗi rồi. Ui, lính thôi mọi người ơi. Mít ở dưới này. Hồi hên lính dưới mình cao cũng đỡ đi. Hay. Về ngay bạn ơi. Ráng thủ lính nha bạn ơi. Ê thằng ngộ qua kiếm Vred kìa. Lên thẳng thương long luôn, chém cho nó dễ hơn, giảm một chiêu nhanh mình dễ combo này. Mít nó. Stun ghê quá. Lại gặp bên mình gặp Kahi nữa. Kahi cũng khó anh em, phải sao? Mỗi lần ulti á là mid bên kia đi rắc đi cần đặt cái khiên ấy. Nó không thể nào qua được bên kia luôn, cho nên hơi khó cái đó. Nó làm cho ông mid mình khó đánh anh em à. Tụi nó ăn rồng này. Chưa à. Đứng đây. Từ từ nào bồ ơi. Ôi trời ơi, sorry. Ôi, follow. Ai da. Ui, trời ơi. Choáng mà lại. Mà nó chán, choáng nhiều quá, khó chịu ghê anh em mà, khó chơi lắm nha. Ông này phải coi là đỉnh. Bữa giờ mình gặp đi rác, ông này cũng đẩy cái mình sợ nhất luôn anh em à. Chứ bữa giờ mình ít khi mình sợ đi rác nha. Tên mình ép đều quá là vẫn được nha. Ông này bị ép kinh hồn. Ý nó lỗi này. Một người lỗi ở này, từ từ này, chờ nó lỗi đánh thôi. Mấy pha này anh em cứ từ từ, đừng bình tĩnh, đừng lao lên trước nha. Cứ chờ team nó lỗi mình đánh thôi. Lính ở trên này nữa này, mình không dám lên cao luôn em mà thằng ngộ này. Tại cái lính thấp mình farm thôi. Chết map trước đã. Không có ai ăn luôn này. Mấy gần cuối game anh em nên chết map dưới mấy cái bụi á. Cover đây hả? Ok luôn. Ý. Qua đây nè. Kinh công này, chuẩn bị cho thân sống dậy này. Từ nó hay đứng ở trong bụi này, cứ từ từ chết sai trước rồi đánh. Đó, biết ngay mà, thấy chưa? Rồi lui này, từ từ bình tĩnh thôi này, mình cứ câu chiêu của nó thôi. Ôi mít rồi, mít xả sớm thế. Trong đó có người không? Ui, đến nhà nữa kìa. Anh em đừng ăn nha, chờ tôi nha, đừng ăn nha.
anh em phải đẩy đánh trước anh em à. Thằng ngộ nó này, đúng rồi đúng rồi, phải ke AD anh em à, ở đây điên mình phải ke, không dám bỏ AD đây luôn. Hay bắt được con hai te là ngon rồi. Follow lỗi kìa, follow lỗi kìa. Ôi trời, trời đập mặt vô tường đó, chán dễ sợ. Ôi te mình làm hết rồi anh em à, cứ bình tĩnh thôi này. Lao chúng chủ này, chủ này, chủ này, tôi ke cho, tôi ke cho, tôi ke cho. Ui nhà nữa này, thôi quay hỗ trợ luôn đi chứ nó ngộ, nó không dám qua đó đâu. À còn quá cầu kìa, này thì quá cầu. Ui dồi, không đủ đam kìa, hết lính rồi anh em à, tôi không dám bỏ ở đây luôn anh em à. Phải lấy sai cho team này, phải ke cho AD đánh này, thề với anh em phải ke AD, không dám bỏ AD luôn á, phải cho AD bắn này. Chủ thôi, chủ thôi, chủ thôi. Ui ui nó làm lẹ quá nha, đâu rồi ai đây, hết với Slim mình còn nhóc sinh kìa. Nhơn nhơn, bây giờ mình chỉ việc ke cho đây đánh thôi nè, mà mình không nên đánh nha, không nên ẩu nha. Game này team ai ai đánh cũng được hết, ai ăn cũng được hết, ai ăn mạng cũng được hết, quan trọng là mình ke cho đây bắn thôi, win game này nó ngon. Ui từ nào nào, từ nào từ nào, nó còn trong đây, nó còn trong đây này, còn trong đây này. Ui trời ơi, follow trong đây này, follow trong đây này, vô luôn này, chơi đây. Ui đánh đường này, đánh đường này nè, nó chọn chọn chỗ này, thằng ở đây này, thằng ở đây này còn giáp sinh, còn giáp vào sinh ngon. Tôi về đã, tôi về đã, nói rồi anh em mà kinh công đi, kinh công đi, về hết ơi, kinh công kìa. Kinh công đi Vares ơi, kinh công đi, tôi đẩy lính bên đây cao lên này. Tôi sợ ngộ không đẩy lẻ anh em à, mấy cái pha ngộ không đẩy lẻ lẻ lắm nha, mấy gần phút 17 rồi nó đẩy một phát một rồi tới nhà luôn ấy, đừng đùa, đập mấy phát à. Ui hay quá nha, bây giờ mình đính cao lấy trụ luôn này mới có ép được này. À ngồi trong đây, ngồi trong đây này, lưu về xíu này, lưu về xíu này, canh con bùa này. À cái con quái này, nó ăn con quái chắc. Ơ kìa, mít muốn chơi luôn à. Ok luôn, hay rồi, có mắt kìa, có mắt kìa. Nè bắt bài mày này. À thằng này ngon mà, không chạy mà vô thẳng luôn. Bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn. Nè follow này, tầm này follow là khỏi múa. Thế anh em lấy chậu đi, Alice để tôi lo, Alice để tôi lo. Ui trời ơi, hỗ trợ nữa kìa, không sao, hỗ trợ cũng được, win là được. Trời ơi, hai đơn nó chặn lính kia. Trời còn đi rắc nữa trời. Dưới nó chút, dưới nó chút luôn. Ui trời ơi, đủ đam này. Lực keo, lực keo, lực keo anh em ơi. Lực keo anh em ơi. Lực rồi, lực rồi, lực rồi. Ui mừng quá. Chặn luôn, cho nó chặn lính à. Đủ chặn lính à. Quay, bán này mua này. Win, ô oh, trời quý anh em à. Ok, anh em nhớ cho một like đăng ký kênh nha, và anh em thấy hay cho mình nút chia sẻ đó nha. Ok, bye bye anh em nha, hẹn anh em vào video ngày mai nha, bye bye.